Vâng, chia ra. Video này, tác phẩm đầu tiên giới thiệu với quý vị là một cây xanh lá móng ôm đá. Cây xanh lá móng rất đẹp đấy anh em nhé. Cũng lực lưỡng lầm lẫm đấy. Cái này ngày xưa nhiều tiền lắm. Xanh lá móng ngày xưa đếm dễ ăn tiền. Cây này ngày xưa nó ra được khó lắm. Ngày xưa. Bây giờ vẫn nhiều tiền. Ôm nguyên một hòn đá này. Mặt ngoài này đẹp. Bây giờ chắc tầm mấy chục triệu bao nhiêu. Đòi đường kính hòn đá được 70 nhé. Có nghĩa là vanh chỗ này đo tổng thể cả ký đá là bằng 200 này. Vâng. Chiều cao là 1m2 này. Tàn bay là bằng 1m7 này. Cái này anh em đang báo là bằng 80 triệu này. 80 triệu cây lá móng. Đây, để tôi về này tôi quay kỹ lại một chút tổng thể cho quý vị xem. 80 triệu mà, chứ không phải ít đâu. Đây, mặt này. Đấy. Mặt này nhìn lộ thân rất là rõ. Tám mươi triệu anh. 80 triệu. Ok. Ui, cái gì ở đây cắt cụt đấy anh? Cái cây đề à? Cây đề trắng anh. Cây đề trắng. Đề đẹp này, thân pháp đẹp này. Cái đề này hoành được 96. Chiều cao là 95. Tàn là 1m. Đề này giao lưu với anh em là 20 triệu. Vâng. Đây, xanh. Cái xanh là móng kỳ đá này. À, cũng là móng. Cái này phải trồng nổi lên một chút anh ạ. Hơi thấp. Cái này kê nó hơi chìm. Hơi thấp, cái này ồ, xanh lá móng ôm con rùa rất rõ ràng. Nhưng mà hơi thấp thật. Cái này mà kê cao lên nhìn chất hơn. Kê cao này, anh em nó kê hơi thấp. Tức là trồng nổi lên đi anh. Trong chậu này này. Trồng nghệ thuật kỹ đẹp hết này. Đẹp. Em nhìn thấy rất là đẹp. Đo từ mặt chậu lên chiều cao là 1m1 này. Tàn rộng là 1m3 này. Đây, thân bệ này anh em. Thế mà cây này nhìn rất là đẹp. Hình kiểu đá con rùa đấy. Đây này, chỗ này lại có cụ gì ngồi thiền này. Chú quay kỹ vào nhé. Quay kỹ mặt trước. Cái này rồng nổi lên một chút thì nhìn đẹp rõ. Đúng không? Cây này nhìn trông nhìn rõ con rùa kìa. Cái thần thái của cây ra trông ấm áp kìa. Nên nhìn nó hơi bị đấy. Thấp này nhìn nó hơi bị nuốt. Bao tiền cây này anh Hiệp? Giao lưu anh em là 35 triệu. 35 triệu, đẹp lắm, phần cốt này nhìn nổi lên thì đẹp lắm. Hình con rùa, già, rất là già, cây xanh lá móng. Đây là một cây xanh đổ. Nam Điền đấy. Cái này hoành chỗ này được 40. Cao 50, tàn 60, này giao lưu anh em 8 triệu. 8 triệu, một cây xanh Nam Điền. Đây cũng một cây Nam Điền. Đây một cây Nam Điền. Cây này nhìn rất là lạ, quái quái. Này chiều cao là 90. Vâng. Tàn rộng là 1m1. Này anh em đang báo là
Mấy chục anh? 15 triệu. Cái này mới 15 triệu thôi á? Lộc vừng. Cây lộc vừng này. Lộc vừng này giao lưu với anh em là 4 triệu. Ngầu. Đây cũ ngầu. Cái này to quá. Vừa hạ đúng không anh? Đúng rồi, anh em nó vẽ xong rồi. Bông răm năng lên rất đẹp. Cây ngầu. Cụ ngầu, đúng là cụ ngầu. Già thật. Nụ cục ác không? Hai thân này là hai thân. Hoành đo đại diện giúp thân này là 80 này. À. Này giao lưu với anh em là 70 triệu. 70 triệu. Vâng. Chiều cao 1m2. Tán bay là 1m6 này. 70 triệu cũng ngầu này. Tùng. Cái tùng tùng cối. Này giao lưu với anh em là 1,5 triệu. 1,5 triệu chứ. Ừ, 1,5 triệu. Đây là tác phẩm tùng. À quên. Xanh lục bình đản vân. Cứ chữ lục bình này nhầm cái tùng. Lục bình tản vân. Lục bình tản vân. Này là cao là 2m2. Tàn bay là 2m4. Này giao lưu với anh em là 40 triệu. Anh cắt đi làm mới đi. Bốn mươi triệu quý vị nhá.